Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình thời sự của Vô TV trong ngày 16 tháng 7 năm 2019. Kính thưa quý vị, dường như những lãnh đạo của Trung Quốc đã bị bỏ bùa hoặc bị trấn thủ bằng vòng kim cô. Chỉ cần Tập Cận Bình niệm câu thần chú vì đại cục là tất cả các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay, từ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đặc biệt là Nguyễn Thị Kim Ngân, người vừa viếng thăm Trung Quốc, phải cụp đuôi, im lặng, lắng nghe và làm theo mệnh lệnh của Thiên Triều. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vừa nhắc nhở bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rằng phải chú trọng tới đại cục khi tiếp bà Ngân, nhân dịp bà dẫn một phái đoàn đông đảo sang thăm Trung Quốc từ ngày 8 tháng 7 năm 2019 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019. Vào ngày bà Ngân cùng phái đoàn Việt Nam rời Trung Quốc, tờ South China Morning Post dẫn nhiều nguồn khác nhau loan báo rằng do tàu Trung Quốc mang số hiệu là Haizang DG-8 tiến hành thăm dò địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam. Các tàu có vũ trang của Việt Nam đã đối đầu với các tàu cùng loại của Trung Quốc suốt từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến nay. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, sau nội thủy tính từ bờ biển đến đường cơ sở là đường thẳng nối hai điểm xa bờ nhất khi thủy triều ở mức thấp nhất là lãnh hải, tức vùng biển lấy đường cơ sở làm gốc, cộng thêm 12 hải lý. Tiếp giáp lãnh hải, vùng biển lấy rìa lãnh hải làm gốc, cộng thêm 12 hải lý nữa. EEZ từ rìa vùng tiếp giáp lãnh hải đến thềm lục địa với EEZ, đường cơ sở sẽ được dùng làm gốc để giới hạn phạm vi của EEZ, không vượt quá 200 hải lý, tính từ đường cơ sở. Bên ngoài EEZ là thềm lục địa, phụ thuộc vào đặc điểm của rìa lục địa và độ sâu của đáy biển, nhưng không được vượt quá giới hạn 350 hải lý tính từ đường cơ sở. Với các quy định của UNCLOS, EEZ của một số quốc gia là vùng biển mà có những hạn chế nhất định về chủ quyền, buộc phải tôn trọng tự do hàng hải, tự do hàng không, tự do đặt các ống dẫn ngầm và cáp, nhưng có quyền chủ quyền, tức là toàn quyền trong việc đặt định các biện pháp bảo tồn, quản lý tất cả tài nguyên biển và được hưởng đặc quyền khai thác các tài nguyên trên mặt biển, trong lòng biển, dưới đáy biển, kể cả tài nguyên trong lòng đất bên dưới đáy biển. Nói cách khác, Haizang DG-8 của Trung Quốc không có quyền thăm dò địa chấn, tức là sử dụng nguồn thu và phát sóng để giải đoán cấu trúc, tính chất, thành phần địa chất bên dưới đáy biển thuộc phạm vi EEZ của Việt Nam. Cho tới giờ này, từ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tới hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam vẫn đang ngập tâm. Sự kiện Haizang DG-8 được hai tàu có vũ trang hộ tống xâm nhập EEZ của Việt Nam để thăm dò địa chấn chỉ xuất hiện trên hệ thống truyền thông quốc tế. Khá nhiều người Việt đã dịch dẫn lại những nguồn này để cảnh báo trên mạng xã hội. Ông Bùi Thanh, phó tổng biên tập tờ Tuổi Trẻ, một trong những nhà báo trước nay luôn dành cho Biển Đông sự quan tâm đặc biệt trong hoạt động nghề nghiệp của mình, cũng chỉ dùng mạng xã hội để bắt tin Haizang DG-8 hoạt động tại bãi Tư Chính. Qua trang Facebook của mình, ông Bùi Thanh xác nhận giàn khoan số 8 này đã xâm nhập EEZ của Việt Nam từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến nay. Hai tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu 272 và kiểm ngư 468 đã bám sát hải giang, cũng như các tàu hộ tống và tống hạm hộ của Trung Quốc. Nhưng Haizang DG-8 chưa héo lánh đến bãi Tư Chính và chưa léo trèo đến bãi Tư Chính như tờ South China Morning Post. Phó tổng biên tập của một trong những tờ báo vẫn được xem là nhiều độc giả nhất, chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam, cũng phải mượn mạng xã hội để chia sẻ điều mình biết. Cho đến giờ này, trên hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam, chỉ có những thông tin liên quan đến việc bà Ngân dẫn một phái đoàn sang thăm Trung Quốc. Tuy chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong vai trò Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam bắt đầu sau khi Haizang 8 được các tàu có vũ trang hộ tống
đã xâm nhập EEZ. Mà còn đáng nói rằng EEZ này là của Việt Nam. Song thông qua hệ thống truyền thông chính thức, các viên chức hữu trách của Việt Nam vẫn khẳng định với dân chúng Việt Nam rằng quan hệ Việt-Trung đang trên đà phát triển tốt đẹp. Việc bà Ngân sang thăm Trung Quốc được giải thích là để duy trì giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị phát triển toàn diện, mong muốn kiến tạo một mối quan hệ đối tác toàn diện mà Việt Nam-Trung Quốc có thể được hưởng lợi và có rất nhiều điều thiết thực hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới, là đại ý những gì bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ. Đâu phải tự nhiên mà nhiều người sử dụng mạng xã hội phẫn nộ chỉ trích kịch liệt việc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam cùng ngậm tâm khi giàn khoan của Trung Quốc cùng với các tàu có vũ trang của nước này đã thăm dò địa chấn trong EEZ của Việt Nam suốt 12 ngày vừa qua. Rất nhiều Facebooker nêu ý kiến, như Nguyễn Thiện đã nói rằng, tôi muốn chính phủ là nơi đầu tiên cung cấp cho tôi thông tin về tình hình đất nước, chứ không cần phải biết qua VOA, BBC. Có Facebooker như Thơ Nguyễn thì nhận định rằng, bị đánh đau mà không dám rên là nỗi nhục lớn, hèn. Tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam lờ đi sự kiện Hai Giang DG8 cùng với các tàu vũ trang của Trung Quốc đang thăm dò địa chấn trong EEZ của Việt Nam? Có thể vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam muốn chuyến công du của bà Ngân diễn ra êm đẹp, không có bất kỳ một sự kiện nào. Cũng có thể vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sợ biểu tình sẽ bùng phát trên diện rộng, thậm chí có thể trở thành bạo động như đã từng xảy ra vào tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển gần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để khoan và thăm dò các giếng dầu tại đó. Hoặc vào tháng 6 năm ngoái, khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bất chấp dân ý vẫn khẳng định sẽ thông qua dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là luật đặc khu, hai đợt biểu tình bạo động vừa kể cho thấy một điều đau lòng rằng dân chúng Việt Nam không vừa căm phẫn với thái độ, cách hành xử ngạo ngược rụt của Trung Quốc, vừa nghi ngại hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nối giáo cho giặc, bán rẻ lương tâm của đồng bào cho khốn. Đáng tiếc là cho đến giờ này, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa thực hiện bất kỳ động tác nào để xóa bỏ sự nghi ngại ngày càng lớn. Cho dù sự nghi ngại ấy không chỉ đe dọa cả tham vọng duy trì quyền lợi và đặc thù của lãnh đạo Cộng sản. Vì vậy, những người ở trong đảng những ngày này và xưa nay vẫn luôn phải học cách gọi là duy trì đặc quyền của lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng. Những cá nhân như Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng lớn tiếng lên giọng quán triệt toàn đảng, toàn quân, toàn dân rằng Việt Nam và Trung Quốc có một di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ. Đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một đảng Cộng sản lãnh đạo, và điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc, chi phối cách ứng xử của cả hai nước. Thành ra, nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiều người tự hỏi, với những tướng lãnh quân đội hèn hát nhát như thế, điều hành quốc gia trong mối tương quan với Trung Quốc mà yếu đuối và nhát đảm như vậy, thì tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thay đổi? Tại sao sự kiện Hai Giang DG8 cùng với các tàu vũ trang của Trung Quốc xâm nhập EEZ của Việt Nam đã diễn ra trong cả tuần mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vẫn dùng không hết để đặt báo? Trung Quốc liên tục nhắc nhở hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải quan tâm đến đại cục. Các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam cũng liên tục quán triệt toàn đảng, toàn dân, toàn quyền. Thành thật mà nói thì, cho đến bây giờ, nội dung đại cục vẫn chỉ là những lợi ích thu lượm được từ nỗ lực duy trì sự hữu hảo giả tạo trong quan hệ giữa Đảng với Cộng sản Trung Quốc, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước của Công Trung Quốc,
Chừng nào người dân Việt chưa nhìn thấy sự tôn trọng lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc trong phạm trù đại cục, thì toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ còn ăn mất ngủ với đồng bào của mình hay không? Mọi thứ đều có giới hạn, có sự kiên nhẫn cũng thế. Sau mất ăn, mất ngủ sẽ là mất hết. Trung Quốc hãy cũng biết rằng, các ông có thể mua chuộc được lãnh đạo, nhưng khó lòng mua chuộc được lòng dân, dù đã sử dụng bao nhiêu biện pháp để hạ bệ. Nhưng nhiều người chúng ta tin rằng, chúng ta có thể kiến tạo ra một bầu không khí tốt hơn, đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ và chia sẻ chúng tôi. Chúng tôi mong rằng quý vị thích video này và chia sẻ cho nhiều người được biết để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước cho mọi người. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.